Kỹ sư Nguyễn Nở, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi vừa sáng chế giường y tế đa năng 4M dùng điện để tặng người già và bệnh nhân nghèo. Giường y tế đa năng 4M dùng điện bao gồm hệ thống bánh xe có chế độ khóa cố định, hợp điện 12V, nút điều khiển tư thế giường, bồn vệ sinh, động cơ nâng hạ bằng xi lanh điện, máy bơm, đệm hơi chống loét. Theo anh, các chi phí lắp ráp giường y tế đa năng chỉ khoảng 3 triệu đồng, chỉ bằng 1/4 so với thị trường. Giường y tế đa năng 4M giúp người bệnh thoải mái trong quá trình điều trị, dễ dàng di chuyển, hạn chế viêm loét, giấc ngủ ngon hơn, tốt hơn cho tinh thần người già, người bệnh và hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân. Hiện tại, những chiếc giường đầu tiên đã hoàn thành và được mang đến tặng cho người già, bệnh nhân nghèo tại xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành. Anh Nở đang tiếp tục hoàn thiện 5 giường với phiên bản nâng cấp hơn sau trải nghiệm thực tế. Anh sẽ trao tặng những chiếc giường này cho người già, bệnh nhân nghèo trong xã Hành Thuận. Ngày 10 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Văn An, 27 tuổi, tổng giám đốc và 21 đối tượng khác là trưởng ban, trưởng phòng, kế toán, tổ trưởng của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Lộc Phúc, gọi tắt là Công ty Lộc Phúc, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Huỳnh Hữu Tường, 32 tuổi, ngụ phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can cùng về hành vi nêu trên. Tường được xác định là đối tượng cầm đầu, điều hành mọi hoạt động Công ty Lộc Phúc, nhưng để đối phó với cơ quan chức năng nên đã thuê Nguyễn Văn An làm tổng giám đốc. Thủ đoạn của Công ty Lộc Phúc là một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng công ty này đã tự vẽ lên dự án, rao bán với giá từ 2 đến 3 tỷ đồng. Khách hàng có nhu cầu mua nhà ở thành phố Hồ Chí Minh được họ hẹn chở đi xem nhà, nhưng lại chở thẳng xuống Đồng Nai xem đất dự án mà các đối tượng này vẽ ra, như gần đường cao tốc, khu công nghiệp, sân bay Long Thành. Hiện khoảng 60 khách hàng là nạn nhân đã tố cáo hành vi lừa đảo mua bán bất động sản của Công ty Lộc Phúc, với số tiền giao dịch lên đến trên 70 tỷ đồng. Ngày 10 tháng 9, Trạm Cảnh sát Giao thông Suối Tre, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang lập hồ sơ xử lý hàng chục quái xế có hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn chạy quá tốc độ với hơn 100 km/h, lạng lách, nẹt bô, gây mất an ninh trật tự trên quốc lộ 1A và quốc lộ 20 qua huyện Thống Nhất vào rạng sáng cùng ngày. Người dân địa phương phản ánh, thời gian gần đây các nhóm phượt đã độ bô xe chạy tốc độ cao tạo tiếng động inh ỏi dọc theo quốc lộ 1A và quốc lộ 20. Hiện lực lượng Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời ngăn chặn xử lý các đối tượng có hành vi tụ tập đua xe trái phép. Ngày 10 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cao Bằng cho biết vừa khởi tố thêm 2 bị can có liên quan đến vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, làm 3 người chết, 2 người bị thương vào ngày 30 tháng 4. Trước đó, Cảnh sát Điều tra đã khởi tố, bắt giam 3 đối tượng trong vụ án này. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cao Bằng khởi tố bị can đối với bà Nông Thị Nghiệp, sinh năm 1970, thành ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, và bà Mã Thúy Huyền, sinh năm 1968, công chức địa chính xây dựng của ủy ban nhân dân phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng. Kết quả điều tra, bà Nghiệp và bà Huyền đã trực tiếp đến kiểm tra công trình kè chắn đất, vi phạm quy định về xây dựng. Cả hai cán bộ trên đã không thực hiện hết trách nhiệm, bỏ lọt hành vi vi phạm của chủ công trình, dẫn đến vụ sạt lở khối lượng lớn đất đá đè sập, vùi lấp nhà dân, khiến cho 3 người chết, 2 người bị thương. Khoảng 6 giờ ngày 10 tháng 9, cửa hàng bán phụ tùng ô tô Linh Bầu trên đường quốc lộ 1, đoạn thuộc khu phố 1, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa xảy ra cháy. Lửa nhanh chóng lan sang cửa hàng Bình An bên cạnh. Ngọn lửa kèm nhiều khói đen nghi ngút đe dọa nhiều hộ dân xung quanh. Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Biên Hòa đã điều động 4 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Do bên trong cửa hàng có nhiều dụng cụ dễ cháy như phụ tùng ô tô bằng nhựa và dầu nhớt nên lửa bùng phát mạnh, đồng thời phát ra nhiều tiếng nổ lớn. Lực lượng đã phá cửa tầng trên của cửa hàng Bình An rồi phun nước dập lửa bên trong. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Vụ cháy không có thương vong về người, nhưng nhiều tài sản trong hai cửa hàng phụ tùng ô tô bị thiêu rụi. Vụ cháy đã khiến giao thông trên quốc lộ 1, đoạn qua khu vực ùn tắc kéo dài.